Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay gia đình Ngọc đi chợ nữa, Ngọc sẽ quay chợ cho tất cả mọi người cùng xem nha. Đây, hôm nay Ngọc đi chợ Whole Food. Lâu quá Ngọc không quay chợ Whole Food. Đây các bạn, trước mặt các bạn là có nho nè. Có rất là nhiều loại nho. Nho màu này, màu kia, màu đỏ, màu xanh, màu... nói chung là tùm lum màu. Còn đây là mấy trái cái gì đó, Việt Quốc rồi với lại măng xôi gì nè các bạn nè. Ngọc không có biết được mấy cái đó tiếng Việt nhiều. Đó, rau nè. Bạn thấy rau nhìn hấp dẫn không? Gì đây? Hay, here you go, chị đi. Yeah. Thank you very much. Không đâu, hỏi con gái mày hả? Nó đẹp gái quá. Đây nè, đây là cái chỗ mà người ta bán đồ mà cái gì đó, người ta cắt sẵn ra được các bạn. Đó, chỉ cần vô đây mua thôi. Thấy không? Vô đây ai muốn ăn nhiều lấy, khỏi cần cắt. Giống như một cái hộp này nè. Một cái hộp này nè. Một hộp nhỏ xíu như vậy thôi nha. Là 100.000 đó là đã sale rồi đó. Cái này dưa lưới đó. Đây, còn mấy cái này là cũng rau cắt sẵn. Ngọc là ngồi ngày xưa là Ngọc mua mấy cái loại này không nè. Cha bây giờ được sale hay gì chắc làm hôm qua rồi nè. Thấy không? Làm hôm qua là bữa nay sale xuống nè. Vậy ai ăn nữa? Vậy còn ai ăn nữa? Ngày xưa là Ngọc mua cái này về Ngọc nấu cháo cho chay nè. Các bạn có coi mấy cái video mà ấy á. Dạ. À, được, mình ăn xào được chứ bà Hai lâu quá cũng không ăn cái đó xào. Nhưng mà vừa thôi bà Hai ơi, chứ con ta cũng mình ăn cũng hết hả? Để đi. Rồi lấy bịch nhỏ nhỏ đi, cái đó đậu que đó. Đậu que. Bà Hai có muốn mua cà rốt cho nó không bà Hai? Cà rốt nhỏ nè, baby carrot. Hay là bà Hai muốn lấy mấy cái bịch ở trên này nè bà Hai? Nếu mà lấy bịch thì mình không có ăn à. Hả? Cái này bà trẻ ra, còn này nó nhỏ để quên. Ủa vậy hả? Cái này là không được hả? Con muốn lấy cà rốt nhỏ thôi, lấy bà cắt ra. Sao bà Hai sao cũng được? Cái gì nữa hả? Trời đất ơi, đi vô cái tên ấy người ta xin ăn hoài vậy? Con lấy cái bịch nào. Đây, còn đây là trái gì hả? Trái đào rồi phải không bạn? Ngọc rất là thích cái chợ này luôn á. Nó gần cái tiệm của Ngọc làm nè. Đây nè, tất cả những loại đào luôn nè, rất là nhiều luôn. Gần cái tiệm Ngọc làm mà dễ tiện mua đồ sạch sẽ, Ngọc rất là thích luôn. Đây, cà chua. Hàng trăm ngàn loại cà chua. Ủa bà Hai cái này phải cà chua không bà Hai? Si. Chà, cà chua gì lạ vậy? Hả? Nè. Đây nè chay nè. Cho thêm trái dâu nữa nè, nho nữa nè. Làm cái gì vô trong đây người ta ăn nho dữ vậy? Ờ đó, mừng đó, cho ăn nho mừng đó. Sao bà Hai? Chua hả? Thì cà chua phải chua chua. Có nhiều cái ngọt á. Đây à, còn đây là dưa lưới, dưa gan, dưa hấu. Rồi bà cố mua đủ rau cho chay chưa? Bây giờ bà lấy mấy củ khoai lang. Bán chuối nè các bạn. Dưa nè. Đây là nguyên một hàng bán. Nói chung là cái chỗ này bán mấy cái đồ mà organic đồ nhiều dữ lắm. Mà dầu hay là cái gì đó nhiều lắm. Ngọc không bao giờ tới mấy cái hàng này nên Ngọc không bao giờ biết. Ngọc chỉ vô đây Ngọc mua đồ ăn đồ vậy thôi. Coi cái củ hành tây nè, hành tây gì mà bự dữ vậy không biết. Ngon không con? Ngon không? Trời ơi, khoái ăn nho dữ người ta, mày mua nho về ăn nha. Mày lấy bịch nho mua về ăn nha. Bữa nay không có cái bịch nho hiệu cotton candy. Nhưng mà cái này ngọt không? Ngọt ngay à. Ngọt thôi em ăn. Không, cái kia nó thơm hơn, từ khi mà biết cái kia con thích cái kia. Mày sao bữa nay trong đây không có bán? Đây nè, coi dưa hấu nè. Bà Hai, cá rồi già còn cần mua không bà? Đi lại hàng cá nè. Rượu nè các bạn. Đây nguyên một cái tủ mà đông đá nè, đồ cá chiên sẵn rồi có rồi nhẫn tôm kìa. Đó. Trời, nhẫn tôm rẻ dữ nhờ, nguyên một hộp nhẫn tôm là 13 đồng là rẻ đó. 250 một hộp nhẫn tôm đó các bạn. Rẻ. Lâu quá không ăn nhẫn tôm có nên mua nhẫn tôm không ta? Lâu quá không ăn nhẫn tôm rồi đó. Lâu dữ lắm luôn rồi đó. Dễ sợ không? Con mua cho bà
hai con cookie bà nấu cho em. Hai con cookie thôi hả? Hai ba con. Trời ơi, đồ ăn nữa, coi được đời không? Đây, đây là cái hàng, đây, bà hai. Excuse me. Hai con thôi hả bà hai? Hai con. Can I have like three scallops? Thank you. À, con cá red snapper này bên đây nhìn nó tươi dễ sợ bà hai. Con mắt nè, mắt trong nhìn tươi dễ sợ không? Cái này mình làm gì được bà hai à? Hấp hả? Hấp hành hả? Hấp hay là... chắc hấp hay là gì cũng biết hả? Nè, cá hồi nè. Cá hồi á, Ngọc nói với các bạn là cá hồi á, Ngọc thích mua cái loại cá hồi này nè. King salmon fillet nè. Là tại vì nó wild cat, có nghĩa là nó được bắt ở ngoài cái vùng biển luôn á. Còn cái này á, là được nuôi nè, người ta ghi chữ đàng hoàng, farm raised, là được nuôi. Còn cái này là được, các bạn thấy cái giá nó khác nhau hoàn toàn không? Các bạn thấy cái giá nó khác nhau không? Đây, cái này là 450 gram á, là cỡ 500 ngàn, thấy không? Còn cái này 450 gram, chỉ có 250 ngàn thôi, 200, cỡ đó thôi. Còn lâu quá chơi không ăn sea bass nè. Còn đây là những cái loại đồ mà người ta ướp rồi, ướp sẵn rồi nè. Qua đây là bán thịt gà nè các bạn. Gà, ướp gà rồi về kia. Nhiều dạ. Một cái nè, mấy cái này chắc cỡ 10 cái chân gà. 7 đồng mấy. Và cũng cỡ 150 ngàn á. Cỡ 15 ngàn cái chân gà. Bà hai tính mua thịt gà cho con chay hay gì? Mua thịt gà em dễ ăn thôi, con thiếu anh là mua miếng nhỏ đằng kia kìa. Hoặc là lại ngay chỗ cái quầy á. Nên này còn cái đây là quầy người ta bán thịt nè các bạn, người ta sẽ đứng ở đây người ta bán cho mình nè. Con thịt bò ngon ghê không? Cái đó là để mình đi chợ Việt Nam bà hai. Có con mua cho bà xin hai miếng. Trời ơi, coi sắp đấy thương không? Thịt cừu á. Cái này là thịt cừu nè. Mấy bà hai, mấy miếng? Một miếng thôi hả? Một miếng thôi, giờ làm cắt thôi. Miếng nào, miếng này hả? Miếng gà. Gà của mình á, đừng có mua gà Tây nha. Tây đâu? Này toàn gà của mình không à? Mua một miếng. Excuse me. Can I have one piece of this? Yes. Oh, cái con này giống như là cái này là gà Tây nè. Này gà Tây nè bà hai. Cái turkey này là gà Tây hết nè. Cái này để ruti nè. Ruti là gì bà hai? Rút cua đó. Đó. Đó lắm hả? Mà thấy thịt không có xương bà hai. Thịt nạc không à. Cái đó là để cua. Yes. Cân đó. Có chịu đời bả không? Có chịu đời bả ngồi không? Bả ngồi kìa. Nó mua đó, nó nhảy á. Thấy không? Thấy cái tay nó để không? Say hi. Trời ơi, chịu nổi. Thôi ngồi xuống. Ớn ăn bả thiệt. Ngồi xuống đàng hoàng giùm mẹ đi con. Vô đây á, là thường vô đây là mua đồ của chay nhiều cô chú. Mua sữa, mua dâu u, rồi mua rau, cỏ. Còn Ngọc á, thì Ngọc thích đi chợ Hàn Quốc để mua đồ của mình nhiều hơn. Chay bữa nay ăn cheese nữa không nè? Thôi mình sao? Ở nhà mình, còn. Mình ấy rồi, để chừng nào về đi còn mua. Bây giờ mà mua. Đây là cái hàng mà bán nước cam nè các bạn nè. Tất cả nhiều loại nước lắm. Có nước bưởi nè, rồi nước trà nè, có bán cà phê Starbucks nữa nè. Đây là dâu nè, thấy không? Có rất là nhiều loại dâu luôn. Hồi sáng này nó có lấy ra, nó đâu thấy đâu chịu ăn đâu bà hai. Tới cái hàng nó lạnh dễ sợ luôn á. Gì mà không chịu ăn, bà đút ngày nào cũng một ngày ba hũ đó. Vậy đó hả? Trời ơi, chay ăn một ngày ba hũ sữa chua. Dữ không? Sữa nhà còn, thôi khỏi sữa. Trời ơi, sao tự nhiên đang đi chợ mà ngủ vậy? Trời ơi, bà cô đang đi chợ mà ngủ kìa. Có được. Chịu đời không nổi với nó thì chứ phải coi giùm bà cái này bà hai, cái này là cho người lớn bà hai. Đây,
phải không? Không biết không? Nguyên cái hàng này sao của con nít, từ đây là con thấy cái màu này là của con nít rồi, mà qua tới chi là của người lớn rồi. Cái đó là nhà mình đang ăn đó, cho nó đang ăn đó. Nhà còn có hũ, hai hũ nữa hết rồi. Hai hũ. Bên này cứ thôi, muốn cái sữa chua đâu có hư đâu mà. Đó coi nó kìa, coi được không? Đây đây đây. Đây tiếp tục qua đây là hàng sữa nè các bạn. À, goat milk. À sữa dê nữa hả? Có bán sữa dê nữa hả? Sữa dê uống sao ta? Wow, các bạn coi một cái bình sữa dê nè. Sữa dê nè. 250.000 một bình sữa dê. Sữa này tốt không vậy ta? Tại sao lại cái chữ này tại lại lại có mặt cái hành tinh này? Mua thử cho chay uống không? Mua thử cho chay uống sữa này không? Coi nghiên cứu coi. Sữa dê bà hai. Thử đi mua mua thử. Mua thử một cái hộp sữa dê cho chay uống đi. Chị đi. Cho nó dê. Dê uống thành dê luôn á. Cho bà cố té luôn ha. Bà hai nhà mình còn trứng không bà hai? Còn nhiều. Đó trứng nè. Cái này gì ta? Cái này gì vậy? Ôi trời. Cái này mua về cho chay ăn thử không? Cái này là không, Ngọc không biết cái này vụ gì nè. Ngọc rất là rành đồ mà. À đây 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 đây. Không, cái hũ này nè, đây 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 đây. Các bạn, cái hũ mà bơ mà để ăn hải sản đó. Đây. Ăn hải sản nè, mà nhà Ngọc hiện tại còn nên là Ngọc chưa có mua, bây giờ mua mốt hết thì Ngọc vô là mua. À dì Út nó đó, ở trong đây có bán whipped cream mà tươi nè. Để coi coi. Chỗ nào ta? Whipped cream mà tươi á. Qua tới đây là bánh mì đó các bạn, ở trong đó người ta làm đồ bánh mì á, thấy không? Còn bên đây là bán cheese. Bán phô mai đồ. Thì nói chung là phô mai là cái hàng này là món ốc Ngọc nghĩ là trong nhà chay á, là chay lớn lên là cái hàng này sẽ là nhiều nhất trong nhà. Nó mê, nó mê gì mà nó mê một cách kỳ lạ. Không thể hiểu nổi. Và các bạn biết là Mỹ người ta ăn phô mai tới mức độ nào rồi. Không bà hai, đi xuống chợ Việt Nam mua thì Quỳnh thích bánh mì Việt Nam hơn. Không, bà nói là bà hai có muốn đồ ăn sáng không? Đó, là bà thấy chưa? Cái con này sao nó ngồi lên hoài, con mua thử cái này cho nó ăn thử coi gì. Cái đó là cái gì vậy? Con cũng không biết nữa. Mặn nó ngọt. Con cũng không biết nữa. Ăn không mày lấy muỗng cho con ăn rồi chút ra tính tiền sao con? Say hi. Đi để con đi qua con lấy. À, đây 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 mày lấy muỗng cho ăn, mày lấy muỗng cho. Lấy muỗng cho ăn rồi chút ra tính tiền nha. Mày đem về cho em ăn thằng hoàng. Cho em ăn cái kia kìa. Cái nào? Cái nằm mặn kìa, cho em no luôn nè. Lát em đi tắm. À quên, mấy chắc còn đi tắm. Giờ là mình chỉ snack thôi bà hai. Ừ. Tắm xong cái mình cho nó đi ăn phở. Hiểu không? Wow. Đây. Ăn không bà hai, lấy mua đi. À, đây là cái quầy mà cái này rất là lạnh nha các bạn, lạnh lắm. Cái này ngon nè. Cái này ngon nè. Cái này ngon. Trời ơi bà hai. Cái này ngon. Hai cái gì cũng thấy ngon ha. Còn bên đây là người ta cũng đồ người ta nấu sẵn ra, nó cũng rất là lạnh luôn. Ngày xưa lúc mà mới hai vợ chồng mới cưới về đó là Ngọc ưa ăn mấy cái thứ này lắm, này vô đây cái Ngọc mua. À Ngọc thích nhất là cái này mà trong đây người ta xào nè. Mua Ngọc vô Ngọc mua. Lúc mà hai vợ chồng mới cưới nhau. Bò nè, mà nói chung là cũng không có ngon gì đó các bạn ơi, tự nhiên nó lạnh ngắt ra người ta làm sẵn rồi mà. Cái này chỉ dành cho những người mà không có thời gian thôi. Đó coi cục hem nè, bán cục hem bự chà bá lửa không? Còn bên đây mới là đồ nóng nè. Bên đây mới là đồ nóng nè. Đó, cha mac and cheese nè, đó. Cái này là củ chay nè, của chú nè, thịt gà nè. Đó, đậu hũ nè, xúc xích nè. Wow, nhìn ngon vậy sợ, giờ đói bụng quá à. Cái bụng dễ sợ luôn á. Ủa có con này nuôi gì ta? Để chút nữa mua hộp mac and cheese cho chay trên đường đi cho nó ăn không ta? Trời ơi, coi nó kìa. Thấy ăn cái là lại xin ăn liền. Ta đang trưng bày ra cho ăn đó. Chạy đi, sit down. Sit down. That's how you sit. Thank you. Thank you. You too. Bà đã bắt khen nó dễ thương đó con chú.
các bạn. Đố các bạn này là gì? Cái này là nước dừa nè. Nước dừa mà cái nước dừa màu đỏ nha các bạn, của Thái Lan á. Một cái chai này là giá 9 đồng 99 là có nghĩa là 250 ngàn một cái chai nước dừa nè. Đó, đây là tất cả những loại nước uống mà bây giờ Ngọc không biết giải thích nước này nước gì, nhưng mà nói chung là nước, người ta nói nước là nước Ngọc không biết nước gì. Người ta nói này là nước nhưng mà Ngọc không biết nước này nước gì. Trời ơi, con bà ngồi kìa. Thôi được rồi, phải không? Trời ơi, trời ơi, như ngồi trong spa luôn rồi. Cái đó đi chợ đó, cái đó là đi chợ của nó đó cô chú. Không chịu, không nổi đó. Không nổi là tiền. Bà hai này nghĩ nên mua mac and cheese cho nó không? Đâu. Người ta nấu rồi kìa. Mua ít thôi, đang chưa chịu. Đây nè, còn rau củ nè. Rau củ luộc sẵn rồi đó. Trời ơi, sao giờ con đói bụng quá, con nhìn là con muốn ăn liền luôn á, con đói bụng quá à. Ê, thịt gà nè, thịt gà nấu nè. Còn này là gì? Barbecue pork. Lấy không, lấy chút nha. Lấy chút nè bà hai. Đây nè, đây nè, con lấy cái hộp bà hai nè. Đây. Cái hộp qua cho bà cô. Múc cho chay miếng mắt. Bà hai con đang suy nghĩ, một là cái mac and cheese này, hai là đằng kia nó cũng có con nuôi. Đó. Nó thích chi nhiều hơn. Cái này là vegan, cái này là vegan là mac and cheese. Ủa sao ngộ vậy? Cho nó thử. Thử thử không? Ủa có cay gì vậy? Nhìn sao giống có ớt vậy bà ơi? Ớt đỏ. Đó, cái xong rồi chút nữa ra người ta cân, người ta tính tiền các bạn. Vậy đó. Bà hai lấy, phải lấy hộp riêng cho bà hai. Rồi thì lấy hộp riêng. Dạ. Giờ con lấy cho bà xin cái nắp với cái hộp riêng đi. Chay ơi chay, xích đu bà ly. Mấy con đứng nó đây. Đứng với nó đây vậy. Coi kìa đó. Có được không? Có được đài không? Coi có thấy ai mà đi chợ mà vậy chưa? Không có sợ hãi gì ăn. Đó, sofa là mua được như đây nè cô chú. Trời, quên nữa, quay qua đây thấy nguyên con đám gà đang nướng nè. Thôi, trời ơi, thôi đi. Tôi khổ chị quá chị ơi. Nó chay đó, cái này là củ chay nè cô chú. Múc ở dưới cho nó ấy ấy, bà hàng ở trên mặt nó khô lắm. Rồi, cái này được chưa hả em? À, thôi được rồi bà hàng, được. Đó, đậy nắp lại, vô tính tiền thôi. Các bạn, cái chợ này nó sơ lược, nó nhỏ, chỉ nhỏ như vậy thôi đó các bạn. Nãy giờ Ngọc dẫn các bạn đi một vòng ở ngoài của cái chợ thôi. Excuse me. Nhưng mà ở trong là nó chỉ có bán nước, rồi bán đồ khô, đồ vậy thôi à. Rồi hình như là vậy, ở đây là như vậy là mình xong rồi đó bà hai. Đằng kia có cái chỗ, ở đây nè, có chỗ bán pizza đồ nè. Đằng kia thì người ta có thể mua đồ tới đó ngồi ăn. Ở đây là brownies. Đây là chỗ tính tiền, đó, các bạn thấy không? Đây là cái chợ đó, bên Mỹ người ta gọi là cái chợ, nhưng mà những cái này mình nghĩ là Việt Nam mình gọi là siêu thị, hiểu không? Đây là hàng bán kem nè, thấy không? Bán kem mà bán mấy cái đồ đóng đá, đồ này kia vậy đó. Dạ, tính tiền mà hay. Đây là bán mấy cái chapstick, đồ này kia nè. Mấy cái xinh gum, đồ đó. Tạp chí. Bà hai đứng tính tiền đi rồi xong rồi cái con lại ha. Con lại con quay cho tất cả mọi người chút nữa đây. Đây. Cái gì đó. Nhiều lắm, nói chung là chợ mà các bạn. Phải gọi là chợ là nói chung là cái gì cũng có trong này hết á. Trời ơi, đây biết này gì không? Xà bông. Xà bông 3 cục 6 đô là ba cục xà bông là 150 ngàn đó, 3 cục đó. Có từng loại luôn nè, African coffee nè, lemonade nè, wild strawberry nè, cucumber nè, là cái này là dưa, cái này là giống như là cái này là dâu nè, cái này là dưa nè, còn cái này African coffee là không lẽ cái mùi mà cà phê của châu Phi hả, còn cái này là lemonade là mùi chanh nè, golden milk là cái gì sữa gì đó, black soap Ngọc cũng biết cái này gì nữa, cục sữa bông gì đen thui vậy, không lẽ người quẹt lên cái này đen thui nguyên con người luôn sao. Đây là bán cái khu bán những cái loại thuốc bổ nè. Thấy không? Đã không? Nhìn cái gì cũng đã, vô đây cái gì cũng mua. Cơm, gạo đồ này kia bán đây luôn đó các bạn. Đó, sơ lược cho tất cả mọi người nhiêu đó. Ủa bà hai thấy đâu rồi? Đây, bà hai đang ở đây.
Hi. Good, how are you? À, còn cái này là cái chỗ mà cái gì đó, người ta lên mạng người ta mua đồ xong rồi cái mấy người đó sẽ tự động bỏ đồ vô đây rồi bỏ vô đó để người ta vô người ta pick up thôi, người ta lấy thôi, chứ còn người ta không cần phải đi chợ nữa. Coi nó kìa, coi nó kìa, coi đây, coi coi được không? Đây, đây, xuống. Rồi đứng đây, đứng xuống. Nhau nhau, coi anh đó kìa. Đó, ngồi đó đi. All set. Có được đời không? Nói vậy đó, bởi giờ nãy bà bị ông kia nói á. Không nói gì, ông đang kiếm la ba hai nè. Ừ. Đường này ba hai, đường này, đường này. Mày phải nhìn nó chứ, mày ra mày để đồ. Đó cô chú ơi, thì đi chợ này là đã xong rồi đó cô chú. Đây là cái nè, đây là bãi đậu xe nè. À, quên hồi nãy giờ Ngọc quên làm cái này. Đây là trước mặt Ngọc là bà hai nè. Thì thôi, cái video clip đi chợ này sơ lược nhẹ đi chợ thôi, chứ còn không có đi sâu xa vô cái khía cạnh của chợ gì mấy. Ngọc chỉ muốn quay các bạn sơ thôi. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Nè, con bỏ ra anh xe đi. Bye bye. Bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú đi. Bây giờ mẹ với Chay đi bơi nè cô chú.